Sự kiêu ngạo đôi khi là một phần trong tính cách của những ngôi sao hàng đầu. Nó cũng là một phản ứng bình thường khi bạn nhận ra vị thế của mình ở đâu và bạn giỏi tới nhường nào trong lĩnh vực đó. Dù thực tế là xã hội này vẫn tồn tại những kiểu người như Messi, một cầu thủ đứng trên đỉnh cao của thế giới bóng đá nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn hay bộc lộ cảm xúc vượt ngưỡng cho phép của một con người bình thường. Nhưng bạn có thể đếm được bao nhiêu con người giống như Messi, đó có lẽ chỉ chiếm phần thiểu số trong cả triệu triệu những cầu thủ đang xuất hiện ngoài kia. Mùa giải năm nay, người ta đang nhắc nhiều hơn về Mbappe, nhưng có lẽ không phải về tài năng của anh ở trên sân cỏ. Đồng ý là tiền đạo người Pháp vẫn có được những màn trình diễn tốt, nhưng điều người ta quan tâm nhất vào lúc này chỉ là thái độ và những scandal của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vào tháng 9 năm 2022, tờ Marca đã công khai đoạn video cho thấy Kylian Mbappe nhắc nhở đồng đội trong đường hầm: "Tôi thề cậu phải xem lại tình huống đi, phải chuyền bóng cho tôi." Mbappe nắm tay Hakimi và liên tục chất vấn hậu vệ người Maroc. Hakimi sau đó cũng nhanh chóng xoa dịu người đồng đội và nói rằng: "Nếu là như vậy, tôi xin lỗi." Ngay lập tức Mbappe nói tiếp: "Xin lỗi thôi là chưa đủ, anh phải chuyền bóng cho tôi." Cần phải nhớ trước đó, Hakimi chính là người bạn thân nhất của Mbappe tại Paris Saint-Germain. Sự kết nối giữa hai cầu thủ này thậm chí từng khiến báo chí Pháp nghi ngờ về việc Mbappe đã cố tình tạo những áp lực lên Hakimi. Và đó là nguyên nhân cầu thủ này rất hiếm khi thực hiện những đường chuyền cho Messi hay là Neymar. Người ta lại càng có cơ sở để nói về điều đó sau khi xem xong đoạn băng vừa rồi. Đa phần tất cả đều hướng sự chỉ trích của mình về Mbappe. Họ cho rằng đó là một trong những biểu hiện của sự kiêu ngạo. Tờ Marca cũng nhanh chóng trích dẫn lại sự việc này và đồn thổi về những mối quan hệ không tốt giữa Mbappe và phòng thay đồ tại Paris Saint-Germain. Nhưng nếu với những ai đã theo dõi thông tin về Mbappe trong xuyên suốt khoảng hơn một năm trở lại đây, có thể thấy rằng cầu thủ này đang trở thành nhân vật được yêu thích của những tờ báo lớn. Mọi chuyện bắt đầu từ bản hợp đồng không thành với Real Madrid. Mbappe chọn ở lại Paris Saint-Germain và điều đó đã tạo nên một trong những cuộc quay xe của thế kỷ. Tất nhiên cái giá mà Paris Saint-Germain phải trả cho cuộc quay xe này là không hề rẻ. Mbappe sẽ thừa hưởng mức lương xấp xỉ 1 triệu euro một tuần theo những giao kèo trong bản hợp đồng mới, cùng với đó là những đặc quyền tham gia vào các quyết định của giới thượng tầng. Những điều khoản gia hạn của Paris Saint-Germain vô tình đang tạo nên một hình ảnh của một vị chủ tịch chơi bóng. Và ở tuổi 24, điều đó rõ ràng đang tạo nên ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của Kylian Mbappe. Người ta đang chú ý nhiều hơn về Mbappe và anh cũng dễ dàng có phản ứng để trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Trong trận thắng 5-2 của Paris Saint-Germain trước Montpellier ở vòng 2 Ligue 1, Mbappe đã có những phản ứng tiêu cực, sau đó là quyết định không tham gia vào tình huống khi Vitinha không chịu chuyền bóng cho mình. Huấn luyện viên Christophe Galtier sau trận đấu đã có những lời bào chữa gượng gạo cho cầu học trò về vấn đề chấn thương đã gây ảnh hưởng tới Mbappe trong tình huống đó. Chiến thắng trước Montpellier cũng là trận đầu tiên của Mbappe trong mùa giải sau khi anh vắng 2 trận đầu tiên vì chấn thương cơ đùi. Dù vậy, những góc máy ghi hình đã nói lên một sự thật rằng Mbappe cảm thấy không hài lòng trong tình huống đó. Một phản ứng bất thường đang để lại cho người ta những câu hỏi về thứ được gọi là căn bệnh ngôi sao ở tiền đạo người Pháp. Trước đó, những xung đột cũng đã xảy ra khi Mbappe và Neymar bị ghi lại hình ảnh là đã tranh nhau việc thực hiện sút quả penalty thứ hai trong trận đấu. Quả đầu tiên Mbappe là người thực hiện, nhưng nó đã bị cản phá dễ dàng. Ở quả đá phạt thứ hai, Neymar bước lên và có ý định thực hiện quả đá phạt, nhưng người đàn em đã ra dấu bản thân muốn sút lại quả penalty thêm một lần nữa. Nhưng Neymar đã quyết định không nhường và nó gây ra những phản ứng trái chiều về hành động của tiền đạo người Pháp. Điều khác biệt ở đây là Mbappe đã sút hỏng, trong khi sự lạnh lùng của Neymar trên chấm đá phạt đã giúp anh đánh bại hoàn toàn thủ thành của Montpellier. Cũng phải nói thêm rằng, trước khi Mbappe đặt chân tới đội bóng thủ đô nước Pháp, mọi trọng trách ghi bàn trên chấm đá phạt đều được đặt lên vai Neymar. Tiền đạo người Brazil cũng đã luyện tập kỹ năng sút phạt đền trong một khoảng thời gian dài, và anh hoàn toàn là bậc thầy trong việc đánh lừa thủ môn với khả năng sút phạt của mình. Việc chia sẻ những quả phạt 11m cho người đàn em là một sự thiệt thòi lớn với Neymar, và ít nhiều trong khoảnh khắc đó, tiền đạo người Brazil cũng muốn chứng tỏ được khả năng của mình. Bằng chứng rõ nhất thể hiện qua cách Neymar sử dụng mạng xã hội. Các cổ động viên rất nhanh đã ghi lại hình ảnh tiền đạo người Brazil bấm nút thích với một dòng trạng thái nội dung như sau: Neymar ghi bàn và đã làm bẽ mặt thủ môn của đối phương trên chấm phạt đền, trong khi Mbappe sút quá tệ ở quả sút bóng đầu tiên. Điều đó một lần nữa thổi bùng lên bầu không khí căng thẳng giữa hai cầu thủ được coi là biểu tượng của đội bóng này là Neymar và Mbappe. Ngày hôm sau, báo chí Pháp đặt tên cho tình huống ở trận gặp Montpellier là Penalty Gate. 4 năm trước, điều này cũng xảy ra sau vụ việc tương tự giữa Edison Cavani và Neymar. Chỉ có điều người bị chỉ trích trong câu chuyện này bây giờ là Mbappe, một người vốn cũng đã là tâm điểm trong những lùm xùm trước đó. Huấn luyện viên Galtier như thường lệ vẫn xuất hiện trước báo giới với một câu trả lời chẳng thể nào làm thỏa đáng tất cả. Ông tỏ ra lúng túng trong câu chuyện ai mới là người đảm nhận trọng trách đá phạt đền và vẫn bỏ ngỏ việc chọn ai cho việc thực hiện những quả 11m ở lần kế tiếp.
Ở một chiều hướng khác, cố vấn thể thao Luis Campos lại khẳng định với truyền thông Pháp rằng sẽ không có những mâu thuẫn giữa Mbappe và Neymar nữa. Sau đó đồng thời ông cũng đính chính rằng, theo như thống nhất từ trước, Mbappe là người thực hiện phạt đền trước, còn Neymar sẽ là người tiếp theo. Điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều người có thể đã hiểu sai về câu chuyện của Mbappe. Nếu như theo câu nói của Campos thì Mbappe mới là người giành quyền đá pen trong trường hợp này. Nhưng đó cũng là câu chuyện mà chẳng ai có thể biết rõ được ở thời điểm hiện tại. Tất cả chỉ là những thứ được truyền tải qua góc nhìn của truyền thông. Và có lẽ cả tôi và bạn cũng chỉ có thể đánh giá nó thông qua những gì mình nhìn thấy trên mặt báo. Vậy Mbappe có thực sự đáng bị chỉ trích như vậy không? Hay anh đang trở thành nạn nhân của liên tiếp những cuộc khủng hoảng truyền thông trong thời gian dài? Hãy tham khảo một chút về những góc nhìn của người trong cuộc. Thậm chí chính Mbappe cũng đã thừa nhận rằng bản thân anh và Neymar cũng có những xích mích trên sân cỏ. Giữa tôi và Neymar đều có cá tính mạnh, vì vậy mâu thuẫn xảy ra là bình thường. Tuy nhiên chúng tôi đều làm việc vì lợi ích chung của Paris Saint-Germain. Trong khi Verratti lại có một góc nhìn khác về câu chuyện này, tiền vệ người Ý đã chia sẻ về khoảnh khắc tranh pen với Neymar rằng thái độ như vậy là tốt, chứng tỏ Mbappe quan tâm tới đội bóng. Cậu ấy luôn muốn giúp đội bóng nên cảm thấy rất thất vọng sau khi bỏ lỡ phạt đền. Có lẽ bằng cách này hay cách khác, truyền thông đều mang đến những góc nhìn đa chiều trong câu chuyện của Mbappe. Nhưng có một điều chắc chắn là tần suất anh bị chỉ trích vẫn đang ngày một nhiều lên mỗi tuần. Cảm giác đó giống như một sự tính toán có chủ đích của truyền thông Pháp. Ở đó, người chỉ cần ghi lại một khoảnh khắc không mấy vui vẻ của tiền đạo người Pháp với các đồng đội, hoặc những cử chỉ có phần ngạo mạn với đàn anh ở trên sân cỏ là cũng đủ để thu hút hàng triệu lượt click. Mbappe thì giờ đã ở một vị thế khác, và sự săm soi của giới truyền thông đôi khi không dễ chịu một chút nào. Nhưng điều đó liệu có nằm ngoài sức chịu đựng của một cầu thủ năm nay mới chỉ 24 tuổi? Đó luôn là câu hỏi được đặt ra ngay cả khi Mbappe vẫn tiếp tục tỏa sáng ở mỗi cuối tuần. Tiền đạo người Pháp ở thời điểm hiện tại có lẽ đã chạm tới ngôi vị của một cầu thủ hàng đầu thế giới. Và sự kỳ vọng đó nhìn chung đang tạo ra một áp lực lớn lên Mbappe. Cựu cầu thủ của Monaco đang trở thành trụ cột ở một trong những đội bóng hàng đầu lục địa già, đồng thời cũng là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển quốc gia Pháp. Rõ ràng Mbappe đang phải chiến đấu vì rất nhiều thứ. Sự tự tin luôn là một yếu tố quan trọng trên hành trình đó. Dù vậy đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi với chính tiền đạo người Pháp. Xét trên khía cạnh tâm lý học, ở độ tuổi 24, người ta khó lòng tránh khỏi cảm giác tự tin đó. Nhất là với những cậu trai trẻ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có tất cả mọi thứ ở trong tay thì sự tự tin lại càng được bộc lộ rõ. Có lẽ tuổi 24 của Mbappe có những khác biệt so với những siêu sao như Messi hay Ronaldo. Với Messi, tại thời điểm đó, anh đang được bao bọc trong một tập thể vĩ đại của Barcelona bao gồm những cầu thủ như Iniesta, Caleb Pion, Victor Valdes, Samuel Eto'o, Ronaldinho. Hơn hết là việc được huấn luyện bởi Pep Guardiola. Và thực lòng là tại thời điểm đó, không có bất kỳ cầu thủ nào sở hữu nét cá tính quá mạnh mẽ cả. Với Ronaldo, anh cũng xuất hiện trong một tập thể với những lão làng như Ryan Giggs, Paul Scholes, Vidic hay Rio Ferdinand. Vì vậy chuyện cố gắng để chơi theo cách cá nhân để khẳng định tài năng của mình với thế giới chỉ diễn ra ở một vài trận đấu đầu tiên, trước khi được Sir Alex và đội ngũ ban huấn luyện uốn nắn để trở thành một trong những siêu sao hàng đầu. Bây giờ Mbappe cũng có Neymar và Messi ở bên cạnh. Nhưng điểm khác biệt là tiền đạo người Pháp lại đang trở thành nhân vật chính trong đội, là người được hưởng lương cao nhất và cũng là người được ban lãnh đạo Paris Saint-Germain tìm mọi cách để níu chân anh ở lại. Vậy nên, tuổi trẻ của Mbappe sẽ phải gắn với những áp lực không tên như thế. Và rồi một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng mình vẫn cần 10 cầu thủ còn lại chơi bóng ở trên sân. Ở một góc độ nào đó, những câu chuyện của Mbappe cũng có thể nói là đang trở thành miếng mồi của giới truyền thông. Người ta thích viết về Mbappe, và cũng vì anh là người có cá tính nên mới nhiều thứ chuyện để nói đến vậy. Một điều chắc chắn là Mbappe vẫn sẽ giữ được nét tính cách đó, và như một phần tất yếu của câu chuyện là anh cũng sẽ tiếp tục thu hút sự soi mói của truyền thông. Nhưng Mbappe có lẽ không quá tệ như những gì người ta viết về anh. Còn nhớ sau kỳ World Cup 2018 đại thành công, tuyển Pháp đã nhận được số tiền thưởng kỷ lục 38 triệu đô la Mỹ. Ngay sau khi số tiền thưởng này được chia ra, ngôi sao trẻ Kylian Mbappe đã khiến công chúng bất ngờ khi quyết định dành tất cả số tiền thưởng cá nhân trị giá 500.000 đô la Mỹ để làm từ thiện, ủng hộ tiền cho các trẻ em khuyết tật. Số tiền đó chẳng thể thay đổi cuộc đời tôi, nhưng có thể thay đổi cuộc đời các em ấy. Mbappe chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy trước giới truyền thông sau khi tự tay trao tặng số tiền thưởng này. Bạn biết đấy, một người xấu sẽ không mang hết tiền thưởng của mình dành cho những trẻ em khuyết tật. Anh ta cũng sẽ không thừa nhận bản thân có cá tính mạnh và từng ẩn chứa mối bất hòa với Neymar. Xét một cách công bằng mà nói thì Mbappe vẫn đang là một chàng trai ở tuổi trưởng thành. Những va vấp bây giờ có thể là cách tôi luyện nên phẩm chất của một siêu sao hàng đầu ở trong tương lai. Có thể với sự ương ngạnh đó, Mbappe sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu không có một nét cá tính đặc biệt thì sẽ bao giờ trở thành một cầu thủ đặc biệt.
Mbappé đang bước vào những bước đi đầu tiên trên con đường của Messi hay Ronaldo ngày xưa. Chỉ có điều là sự chỉ trích đang đến với anh sớm hơn thường lệ. Cũng chẳng sao cả, vì ở một vị thế lớn, Mbappé sẽ cần phải chịu được thứ áp lực như thế. Con đường của tiền đạo người Pháp trước mắt sẽ có rất nhiều chông gai, nhưng cũng có thể nhờ vậy mà tất cả đều được chiêm ngưỡng bông hồng đẹp nhất.